cô sẽ bắt đầu thao tác. Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy miếng thịt và chúng ta cắt khúc. Đây là cái miếng thịt mà đã cắt xong nè. Các bạn cắt có thể là 5 năm cũng được, đây là bạn đang cắt 5 năm nè. Tức là cái chiều cạnh của miếng thịt là 5, còn chiều cao của cái miếng ta gọi nó đã có sẵn luôn là 5 rồi, chúng ta cắt miếng thịt cỡ này. Đã chuẩn bị gia vị, các bạn cân gia vị để bạn ướp vào nè. Các bạn ướp vào cho mình khoảng nửa muỗng cà phê muối, hai muỗng canh đường thôi nha. Rồi bây giờ cuối cùng chúng ta sẽ cho thêm hai muỗng canh nước mắm vô.